Đúng thằng Vinh đánh chấm thật rồi, không phải tôi. Đúng mày đánh. Tôi không đánh chấm. Anh tôi không đánh chấm. Anh tao chỉ xì hơi, tao không đánh chấm. Ừ anh không anh... Tao xì hơi. Ừ anh không đánh chấm, anh chỉ xì hơi. Thì đúng rồi. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Thu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip thử ăn hạt mít để xem cảm giác ăn hạt mít nó sẽ như nào. Thì tôi từ bé giờ tôi ăn mít rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay tôi sẽ review hạt mít cho bạn xem. Hạt mít luộc nhá. Và đây là hạt mít nha các bạn nhá, đây này. Đấy. Nhiều bạn chắc không biết hạt mít là cái gì đâu. Và đây tôi cho bạn xem gần, đây là hạt mít nha. Đây là hạt mít tôi đã luộc rồi và tôi đã bóc vỏ rồi. Đó, Vinh ăn thử đi. Rồi cho cảm nghĩ cho các bạn xem là hạt mít nó vị nó như là ngon không. Ăn cả hạt đi. Từ từ à? Ừ. Hạt mít luộc ngon không? Ngon. Nhưng mà cái vị của hạt mít luộc nó như nào, ngon không? Ăn nó bùi bùi như kiểu hạt rẻ ấy mọi người. Hạt rẻ? Bùi bùi hạt rẻ. Nhưng hạt rẻ nó ngọt lắm mà, cái này ăn có ngọt không? Cái này nó cũng ngọt mà. Hạt rẻ nó ngọt lắm. Không mình cậy, không mình ăn kiểu đi hạt kiểu đi hạt điều ấy. Hạt điều nướng lên ấy. Mọi người biết hạt điều không? Hạt điều lúc mà nó nướng lên lúc ăn nó bùi bùi như kiểu hạt mít này. Rồi ok, để tôi bây giờ đến đây tôi ăn thử nha. Ngon mà. Thì cái hạt mít này nó rất là khô các bạn ạ. Nó khô, khô dã man thôi. Nhưng mà ăn rất là ngon. Thực ra là ăn cái hạt mít này nó được dựa kiểu hạt điều. Không. Hạt điều này như kiểu nhiều. Hạt mít ăn nó rất là nhạt các bạn. Nó bở như khoai sắn ấy. Như khoai mới sắn nhưng mà nó không lát ấy. Nó không lát như khoai mới sắn đâu. Mà nó bở dạng khô khô ấy. Rồi. Khô đấy nhỉ. Cái hạt này nó rất là khô. Nói tóm lại cái hạt mít này này, nó ăn nó giống như nào đó. Nó giống như khoai cả sắn. Đấy nó như vậy thôi. Nhưng mà nó nhạt hơn, nó không ngọt bằng. Ok, chỉ vậy thôi. Các bạn cũng lên ăn thử một lần hạt mít xem nó như nào. Và tác dụng của khi ăn hạt mít ý, nó có rất nhiều tác dụng về khoa học. Nhưng mà tác dụng điển hình nhất là các bạn biết đấy, tức là xì hơi. Bị đánh giấm ý, tức là ở ngoài Bắc gọi là bị đánh giấm đấy. Nhưng mà bây giờ chúng tôi ăn vài hạt rồi chúng tôi chưa cảm giác gì. Chứ còn ở trên mạng người ta bảo ăn cái hạt mít này sẽ bị xì hơi rất là nhiều. Không biết ta mày có xì hơi không? Không biết. Vinh, ta nghĩ được một trò chơi rất là hay, mày có chơi không? Chơi. Ta với mày thi ăn mỗi người một bát hạt mít này. Người nào thua thì sẽ bị chịu phạt. Ok không? Ok. Chơi không? Chơi luôn. Cái hình phạt thì rất là thấm lọ, đó là nhảy xuống ao vào ban đêm. Mặc dù thời tiết chỗ tôi bây giờ mưa gió rất là lạnh ý, nhưng mà ai thua sẽ phải nhảy xuống ao. Chiến không? Nhảy xuống ao xong lên luôn được chưa? Hình phạt nó hơi kinh một tí nhưng mà không sao. Chơi không? Chơi. Anh thì lúc nào anh chơi rồi. Chơi. Mày chơi không? Chơi luôn. Em sợ anh quá. Chơi luôn. Mày không sợ tao? Tao không sợ mày nên chơi được, luôn. Được. Okay. Một, hai, ba, bắt đầu. Không uống nước. Nhưng khô lắm. Khô phải cố ăn. Không tự uống nước. Ôi giời. Thật sự ăn hạt mít rất là khô vậy ạ. Ôi. Không được uống nước nhá. Không được uống nước. Là chết nhẹ lắm. Nó khô không có khoai sẵn nhiều vậy ạ. Nó khô. Nó khô như sa mạc đó. Sa mạc Sahara khô như thế. Khô. Đùa. Ui. Thôi kiểu cho em nước em nghẹn. Không cho nước. Chơi phải cho đẹp không cho nước. Rồi. Thật sự ăn cái hạt này mình phải lấy hết trước để nhút xuống vì nó rất là khô các bạn. We'll be right back.
Ngon đấy. Nó nhược. Khô. Thế được. Có biết đâu không á? Mà thân nhân quá. Mới đâu. Cô thấy anh cũng được không? Tan hết rồi. Đùa chứ. Anh ấy hôm nay anh tài à? Hạt mít khô này mà ăn được. Ăn đi. Thôi không ăn được rồi, thua rồi. Thua rồi ăn gì nữa. Cũng ăn hạt mít này. Lúc mới ăn thì nó vào thế, bây giờ ăn một hai củ nhiều. Khô hết cổ không biết được mà. Khô quá ạ. Không hiểu sao ăn lên cổ nó kiểu như nó khô quá, ăn cứ mắc vào cổ. Mình phải lấy hết sức đẩy xuống, thật sự rất là khô. Ok, tôi khuyên các bạn là không nên ăn tất cả mọi thứ gọi là nhiều như bọn tôi. Các bạn ăn thì ăn nên ăn từ từ, không nên ăn gọi là nhanh như chúng tôi. Ok. Ok, nhưng mà tôi đã chiến thắng. Vậy là bên trẻ đã thua cuộc. À, một bát nguyên của nó này nó không ăn được hết. Đó. Ok, bây giờ mày lên cảm nghĩ xem là ăn hạt mít ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon á? Ngon mà ăn ít thì nó ngon thôi. Ăn nhiều cảm giác không trôi được cứ xuống bụng. Nhưng thực ra là ăn nó rất là khô. Có ngon ngon thật mà ăn nó rất là khô. Ăn nhiều rất là khô các bạn. Tức là mày vừa khen nó ngon xong mày lại tự vào mồm mày là nó khô. Một là ngon, hai không ngon, thế thôi. Ngon không? Ngon. Ăn hạt mít này là ngon. Ok, Vinh bảo là ăn hạt mít ngon. Tôi thì ăn hạt mít ngon. Ngon thì tôi ăn hết được chứ. Thật sự ở chỗ tôi bây giờ rất là lạnh các bạn ạ. Lạnh kinh khủng luôn, các bạn nghe tiếng gió chứ, tiếng gió rất là to ở đấy. Đấy, tiếng gió rất là to đấy, các bạn thấy cái độ lạnh ở chỗ tôi rồi. Bây giờ Vinh thì nhảy xe bị chịu phạt luôn. Nhảy xuống luôn, phát xong luôn. Nhìn các bạn nhìn gió này, gió bay tóc nó này. Thật sự chỗ tôi bây giờ gió rất là to, gió lạnh ý. Nhảy xuống nhanh, nhảy phát về luôn, phải tắm luôn được chưa? Không sao cả. Mày đứng ở đây cho anh. Anh đã biết chỗ này không sao cả rồi. Nữa. Nhảy xuống. Mặt khổ thân vãi chửa kia. Cái mặt lên sao này? Rồi, nhảy xuống. Lạnh lắm thôi. Về nhanh lên, về tắm nhanh một phát xuống. Làm phi ạ. Lạnh lắm. Lạnh cái gì thằng này, nhanh lên, tạo lạnh lắm mày. Nhảy xuống, đứng ở đây, đứng nghiêm chỗ này nhảy. Thôi. Nhanh lên về, tao lạnh lắm rồi, đứng ngoài trời lạnh lắm rồi. Bây giờ là gần 11 giờ đêm rồi nha các bạn nhá, nhanh. Đại sao mà lạnh lắm thật đấy. Cố gắng lên, nhanh lên, tạo lạnh lắm rồi này. Tiếng mà nhảy. Đứng đi, nhảy đi, đứng đi. Đứng nhảy đi nè thằng này. Nhảy đi. Đừng đạp em. Tao đạp. Bắt đầu im để em nhảy nha. Cấm đạp. Thôi cái gì, nhảy đi nhanh lên còn về, lạnh lắm rồi. Về nhanh. Về cũng ốm. Ok, vậy là Vinh và Nẻ đã chịu phạt xong. Cái mặt khổ thân nhá. Cả nước lạnh không? Lạnh. Nước đây có lạnh, nước ao ấm này toàn là phét. Anh xuống chấm hả? Nước ao ấm, tầm này nước ao ấm. Thôi về không lại. Khổ thân thế. Chạy đi, chạy về nhanh. Vinh mày bị khẩu trang làm gì đấy? Làm sao mặt nhăn nhó à? Thối. Sao anh không ngửi thấy mùi gì nhỉ? Không biết đâu. Anh chỉ ngửi đại cho là anh ăn luôn. Ghê quá. Hết mùi chưa nhỉ? Hết mùi chưa? Đỡ hơn rồi. Vẫn ăn mùi lắm. Vẫn còn thoảng ơi. Mình nhé. Tôi khuyên chân thành các bạn một câu là các bạn không nên ăn hạt mít nhiều. Ăn một hai hạt cho vui thôi. Chứ ăn nhiều quá là như thế này đấy. Chắc từ nay tôi không dám ăn hạt mít nữa các bạn ạ. Thật sự là rất là kinh khủng.
Ok, vậy là xong clip thử ăn hạt mít. Cảm ơn tất cả các bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn.